Đây là trang đỏ lá trùng, cả nhà xem nè, ảnh lùng tè mà ảnh có hoa rồi. Ảnh lùng tè mà ảnh có hoa nè, thấy thương chụp. Dạ. Ảnh lùng nhưng mà ảnh có hoa. Cây này cũng có hoa. Anh này màu vàng. Hai cây màu vàng với hai cây màu đỏ nằm kế bên nhau. Tại những cây này là lá trung màu đỏ với màu vàng. Cả nhà ai có nhu cầu mua trang lá trung màu đỏ, màu vàng, màu trắng thì hãy comment bên dưới giúp em, hoặc là liên hệ số điện thoại trên tiêu đề. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn này của em. Chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ buổi tối. Buổi tối hạnh phúc bên gia đình. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.